Bà suy nghĩ sao về đề nghị của tôi? Không có nhiều thời gian đâu. Miran, bà tỉnh lại và đòi thấy đứa bé là Tiêu luôn đấy. Bà hãy quyết định nhanh đi. Nhưng sao tôi có thể nói dối nó một cách trắng trợn được chứ? Sau bụng em lại có vết khâu. Tại sao chứ? Gagun à, chúng ta có thể sống vui vẻ mà không cần con cái mà. Anh sẽ yêu em nhiều hơn cả bây giờ nữa. Quan hệ của cô với anh Chaebum là thế nào? Đừng có nói dối chuyện hẹn hò. Tôi muốn biết quan hệ thật của hai người. Người anh ấy hẹn hò không phải là cô thì cô cho đó là lừa dối sao? Mẹ đừng lừa con, đừng có lừa con mà.